cái việc mình làm việc thì có lẽ là cái ý thức của mình về về cái sự nguy hiểm của cái con tê giác là đang trên đường sự tuyệt chủng, mình không có cái cảm giác một cách chi tiết về vấn đề. Nhưng mà thông qua những dự án như thế này thì có lẽ là người mà mình không biết là có thay đổi hành vi của những cái nhóm công chúng mà chúng ta đang nhắm đến không, thì bản thân mình với tư cách là người mà cùng với Traffic tổ chức cái dự án này, mình đã thấy có những chuyển biến đấy trong cái nhận thức, trong cái đầu tiên là trong cái quan tâm của mình ạ. Bây giờ tự nhiên là mình có quan tâm đến thời gian, nói nhất đến thời gian thì mình thấy có cái gì đấy nó gần gũi hơn, và có thể mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để mà nghiên cứu thêm về cái vấn đề này, hoặc có thể là mình sẽ tìm những cái cách mà nó đơn giản và thiết thực nhất cho cái cuộc sống, cái sinh hoạt hàng ngày của mình để mà nó góp vào cái câu chuyện này. Vì đúng là mình giống như nhiều người khác thôi, chắc là cũng có một cái tình yêu với cả thiên nhiên, với lại cái trái đất chúng ta, với tình yêu với cả đây là cơ chúng ta sinh ra và lớn lên, và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy, sẽ cảm thấy rất là đau đớn khi nhìn thấy cái trái đất này nó chết đi. Chúng ta sẽ luôn muốn cái điều ngược lại. Thế thì những cái dự án này hay là cái câu chuyện về năng lượng không thể dùng cũng là một cơ hội để mà chúng ta một lần nữa nhận thức lại cái vấn đề môi trường, nhận thức lại cái sự tồn tại của bản thân con người trong một thế giới như thế này. Dài quá nhỉ, xin lỗi.